như cào bữa nay nhỏ quá rồi không có cào nó quá thì nhỏ nè. Ừ. Nó số này nè, nó xíu rồi. Nó có cái gâu này nhưng mình phải lấy gâu ra, không thôi con này là ăn có cái bụng mình không tốt nó bị tiêu chảy. Đó. Đó, cái gâu nó gì nè. Nhưng mà mình kia thật mình lấy là mình lấy gì nó dễ. Nó à, cái lưỡi câu mực. Ở cái lưỡi câu này mấy ngạnh ta? À, 8 ngạnh đó. Cái này theo con nước là cái môi trường nó tự đóng rồi chứ mình không biết. Cô bác với anh chị thấy ngoài kia bãi biển mà có một cái chiếc tàu neo đậu mà mặt trời á, nhìn đẹp ghê không? Và hôm nay thì cũng là cái thời điểm này là cũng 6:30 rồi. Và hôm nay thì anh Trí sẽ đãi cho bọn mình món món gì anh Trí ơi? Cua tôm mực. Đây, đây là cua. Cua này là cua ở đây có anh nuôi hay gì? Cua Cà Mau á. Cà Mau chuyển lên hả? Ủa sao anh ướp nước đá vậy? Tại bỏ đại vô nó lạnh lạnh đó. Là nó không chết hả? Còn mực này? Mực này cũng Cà Mau đem lên á. Còn tôm này? Tôm cũng ở dưới bà mua ở đâu không biết mà bạn nó mua. Vậy là anh đãi cho tụi em là sạch sạch đồ ăn của chủ nhà luôn rồi. Có vậy rồi, đồ ăn nhóc lại ăn tổn nói rồi. Anh đang bắt gạo nấu cơm hả? Cơm. Có nhiều nữa nè, ông ăn nhiều nữa nè, tối là đậu mà chơi hết á. Nhiều là luộc á. Để tao vô cơm cái đây rồi. Hôm nay anh đang quay hả? Đang quay nè. Nghêu của anh đó hả? Nghêu cào bữa nay nhỏ quá rồi không có cào nó quá thì nhỏ nè. Ừ. Nó số này nè nó xíu rồi. Ừ. Nhiều con là được rồi, mình luộc lên được ha. Mình ngâm cho nó hết cá. Dạ. Mình luộc. Anh Trí vẫn đang vô cơm nè, ha. Đãi mấy mày ăn cơm. Rồi vô. Giờ luộc cua đâm nó chết không ta, hay là lộn mình để vậy ta? Đây cắt ra anh không biết cắt cua hả? Ở dân Cà Mau không biết cắt cua luôn kìa. Bây giờ đâm nó cho chết ha. Đúng rồi. Đấy. Dạ anh đâm cho chết cắt giải. Cua này gạch dữ lắm luôn á mày. Gạch dữ luôn. Bây giờ mình làm. Lấy cái kéo gạch, cái kéo. Con cua này là con cua cái và mình con cua này. Món gì ta? Món này luộc không ha? Luộc đi anh. Luộc bia đi. Luộc bia hay vậy? Hấp bia đi. Được. Lụi đâu anh? Lụi trên á. Không, anh không biết lụi rồi. Anh biết lụi không? Lụi đâu? Không. Nhưng mà có thấy tao lụi trên nóc này nè. Ông lụi hả? Biết, em biết, em lụi cho. Mà biết thì mày lụi. Đủ rồi, mày hay ta? Trên không? Chết rồi đó. Đổ nhiều vô, đổ nhiều, hết lon bia luôn. Bia rồi. Cái món này là phải nói là khỏi chê hay anh Trí ha? Tôm hấp bia, thêm một lon nữa để thôi nó khét. Để thôi nó khét thêm đi không sao hết. Thưa cô bác với anh chị thì hiện nay thì cái đầu mà lên bà chế tao chơi luôn, chơi bà chơi khoái lắm, chơi vui. Hiện nay thì đã xong cái món tôm luộc với lại cua luộc nước bia. Thì anh Trí đang thưởng thức cho mấy anh em mình một cái món đó là món mực nướng mực. Ê chín rồi, đừng nướng chín quá. Rồi xong tắt anh. Chín rồi. Chín rồi. Chín cho mày. Tắt đi. Được rồi, chín rồi. Đừng khét. Mẹ cái đầu thắng nhăn kìa. Nướng cái đầu rồi, đừng nướng mình nữa nha. Okay. Thôi. Ăn cua ấy á. Cua gì nữa? Cua sớm này nãy ăn cơm ngọt ngọt mà phái không phái hả? Nói thật với cô bác với anh chị, anh Trí á, anh nhà ở Cà Mau có bao nhiêu là anh đem đãi hết cho tụi mình luôn à. Anh Trí nói mày bữa nay chơi lên định bữa đi. Anh Trí sao dễ thương với anh Trí? Mai mốt em có gái ở Đồng Tháp em làm mai cho anh nha. Chịu không? Thưa cô bác quý anh chị, và đây là cái món mà hôm nay tụi mình cùng thưởng thức với anh Trí. Thì cái món đầu tiên đó là cua luộc nước dừa bia. Món này. Và món này và đặc biệt thì ăn được những cái món này là phải ăn ở giữa biển nha anh Trí ha. Cô bác quý anh chị thấy có ngon không? Với cô bác quý anh chị á, thì anh Trí anh mới vừa đón anh hai từ cái trại đằng kia qua anh hai ha. Anh hai thì năm nay bao nhiêu rồi? 55 tuổi. 55 ha. Anh hai thì trước giờ cũng làm nghề biển luôn anh hai. Không, tới mới về đây năm nay. Quê anh hai là ở đâu? Ở Gò Quao. Gò Quao Kiên Giang luôn. Và hôm nay thì anh hai ảnh từ bên trại anh hai đem qua một cái món này nè cô bác quý anh chị. Đó là con sò lụa anh hai hả?
con lụa. Con lụa này là anh cào ha? Cào trong bãi. Dạ. Cho em thử một con được ha? Được, rất ngon. Dạ, thử một con nha cô bác anh chị. Đây là cái lọc chải nó xanh cái con mình đương rửa đó. Cái con này là con gì anh? Con dòm xanh. À. Đó, nó đang xanh. Ngày mai cho em qua đó được không? Được. Nha. Nó thoải mái. Ừ. Nó chạy nó có ở. Để mình bắt con đó ha. Nè, cái con đó đó. Ừ. Nó mới xanh có 2 tháng mấy mà lớn rồi. Ờ, anh này nuôi dòm. Nuôi sò lông. Sò lông. Còn anh Trí thì anh nuôi con này. À, con nghêu. Nghêu. Bạn nghêu này mình mới chế biến xong. À. Hôm nay thì ra đây. Ôi, khách đến rồi, chủ nhà ra nhậu đi. Còn một món nữa. Món gì nữa? Con dòm. À, con dòm này nó lớn là nó lớn đó. Nó giống như là con dẹm ha. Ừ. Và mới bắt luôn hả? Mới dở ra nè. Rộng ở dưới chợ. Đó, tao chạy ra sạch đó, ở đây luôn, sao mày? Cái này đó, anh không hả? Nấu luôn. Anh luộc nhiêu con được rồi, đừng luộc nhiều quá. Luộc vài con hả anh Bảy? Ừ. Thôi, còn nhiêu đó anh gọng đi, anh bỏ xuống anh gọng đi anh. Còn nhiêu đó gọng ăn cho mấy. Thôi, không ăn nhiều đâu, nhiều món quá anh Trí ơi. Nhiều món quá không biết được ăn luôn á. Thiệt, không ấy để sáng ăn đi, mai nhậu tiếp. Rồi được rồi anh Trí à. Luộc đi. Mà đó vậy. Được. Ngày mai mình sẽ qua quay cái trại của anh Hai ha. Anh Hai ơi. Mai cho em qua quay trại anh nha. Được. Dạ. Rồi mời anh Hai ngồi đi. Sao năm nay nó nhiều nó xanh nhiều vậy chứ bỏ cái nó bỏ vô đi để ổn anh. Mà đại đâu chết đâu. Điện kia nó sẽ nó bỏ đi sao? Có mực không? Ồ nữa hả? Không, kế đây nè. Nó đi đốt sao mà? Thấy đèn đó. Thì cứ... bỏ nấu nước cho nó sôi. Luộc không hay vậy? Luộc không à. À bắt lửa nãy giờ không tắt lửa gì ta? Có thể kể em cho em nghe đó. Một cái kỷ niệm của anh vui nhất về biển và khó khăn nhất về biển được không anh Hai? Nói chung là cái biển này là tôi cũng mới về đây, mới về mấy tháng đây thôi, chứ hồi 5 năm về trước thì tôi cũng có sống ở đây cũng 2 năm cũng nuôi con sò rồi. Ở đây thì nó cũng vui lắm. Nếu mà thời tiết mà nó êm như vậy á, thì đồ ăn là phủ phê. Nếu mà hơi sóng gió một tí có ngồi ở trên thì cũng ăn bướm như thường. Không dám cái đi. Nhưng mà nhờ có cái là có khô, có đồ dự trữ mình ăn thôi. Chứ còn nếu mà biển nó động rồi là không có mồi gì hết. Có nghĩa là mình trông chờ khoảng 90% vào thời tiết. Thời tiết là đúng. Cái nuôi này cũng vậy. Dạ, okay. Nuôi này cũng nhờ thời tiết. Nếu mà năm nào mưa sớm thì mình không có lời. Mưa trễ là cái nước nó không có thay đổi, cái nước thì nó tốt lắm, thay đổi là nó chết. Em thì có nghe nói là biển là nếu như mà làm nghề biển trúng á là thu vô tiền tỷ, và lỗ thì cũng có thể lỗ đến 3 tỷ luôn. Lỗ gì? Tùy theo ra lớn nhỏ, tùy theo cái phí nó nặng. Phí nặng lắm. Nhưng mà khu vực tôi ăn mấy mày nè, cua nè. Chơi đi, đấy từ từ đi. Nhưng mà từ vô là có đủ cỡ hơn 3 tỷ. Chính rồi, không giống người ta đầu tư. Con nuôi dòm của anh là hơn 3 tỷ. Ồ, chính chưa rồi mày. Con em vợ. Chính rồi đó. Chính rồi đó. Chính rồi, gạch không hả? Cái này là chính chưa anh này? Nó vừa chính tới. Nó chưa chính không cái gạch nữa. Không, vậy là vừa chấm cái canh là chơi được rồi. Được. Rồi cái vốn đầu tư nó 3 tỷ rồi nó ghê gớm. Của em vợ á. Em vợ là 3 tỷ, còn tôi anh cho khu vực đó có chơi đi mấy, ăn mấy đi đồ mình uống là chơi cũng khoảng 1 tỷ mấy 2 tỷ thôi. Trăm quả gạch không nè. Nè. Trăm ngoài 200 à. Có 15 tấn này có tương đương 180. Thật ra cô bác quý chị có biết không? Cái nghề biển á là giàu đó. Ồ, nhưng mà cái giá nó phải trả nó cũng lớn lắm. Khi mà cái công của những ngư dân mà sống theo biển rất là nhọc nhằn, chứ không phải là đơn giản là mình nhìn thấy như vậy là nó như vậy đâu. Mỗi một vùng nó có một cái khó khăn riêng. Đối với vùng cao thì họ khó khăn về cái việc mà kiếm lương thực, nhưng mà cuộc sống họ lại nhàn khỏe. Hôm nay thì cộng 100 nha anh Hai nha. Rồi, chạy anh Hai. Vô. Chạy cho em 100 đi. Hôm nay thì chơi không sai không về mà sai cũng không về luôn. Con cua này rồi mình luộc cô bác với chị.
cua này là cũng không tốn tiền luôn. Bữa ăn thịnh soạn như thế này nhưng mà không đồng. Không đồng được tài trợ bởi anh Trí với lại anh Hai. Và nói chung là cái tình người khi mà mình đối xử mình thật lòng thì đến đâu họ cũng thương hết. Và mình cũng đã đi nhiều nơi và mình cũng gặp những người rất là thân thiện luôn. Ở hôm nay thì cũng nói chung là cũng một phần may mắn nữa. Chỉ giờ gửi rồi. Và Bùi Hồ thì với lại em của mình là Kagamin có mặt tại một cái túp lều rất là lý tưởng giữa biển ở chỗ anh Trí. Anh Trí là người Cà Mau nhưng mà anh phải lên cái vùng Kiên Lương này để mà nuôi nghêu. Và bên đây là anh hai thì anh hai nuôi con sò long. Đó, thì tại nhà anh Trí vào thời điểm này thì anh Trí đãi cho mình một cái món phải nói là rất là thịnh soạn luôn, mà coi như là đồ xứ biển. Anh Trí còn bày thêm 3-4 món nữa nhưng mà mình không có chịu tại vì ăn không có hết. Và cũng như giới thiệu lại từ đầu thì mình đếm thử cô bác của anh chị nè. Tôm, kẹo, mực với lại cá gì em quên mất tiêu rồi. Cá thu cờ, cua biển, nghêu, con lụa. Lụa. Và còn thêm một món nữa của anh hai đó đem qua đó là con dồm xanh. Con dồm xanh. Mấy nghêu nãy hả? Dạ đúng rồi, em hấp xong. Nhiều vậy tao nói mấy con luộc cho một đống nè. Ồ, mà có cái món ngon hết, con gì nữa là đu. Con lụa. Trước hả? Nắng thì cái cảm giác lần đầu tiên mà được đi xa mà lại được thưởng thức tại nhà người lạ có như là anh Trí như thế này thì sao? Nói chung thì lần đầu tiên đến mảnh đất Kiên Lương thì cũng sống lần đầu tiên cũng ra biển mà ở trên một cái trại của anh Trí là nuôi nghêu. Anh nói chung là anh tiếp khách quá nhiệt tình. Anh nói chung, chơi hết mình mà. Anh chơi hết mình là có 102 luôn. Thì cũng thay mặt kênh của Bùi Hồ TV cảm ơn anh Trí đã tiếp đãi hai anh em. Cũng chúc sức khỏe anh Trí cùng với anh Hai luôn. Dạ. Coi cái này sao ta? Cái này chơi nguyên nồi hả? Nguyên nồi luôn. Nguyên nồi luôn anh ơi. Chơi nguyên nồi luôn. Mà để ai muốn chĩa đâu chĩa à, mồi ăn thôi. Để thoải mái bảy ơi. Chấm cây. Cái món này tính ra là ham tết luôn á. Thử món đó cho anh, thử món đó xem. Còn cái con này mình ăn có cái anh hai có cây gầu. Nó, nó có cái gâu này nhưng mình phải lấy gâu ra, không thôi con này là ăn có cái bụng mình không tốt nó bị tiêu chảy đó. Đó cái gâu đó gì nè. Nhưng mà mình kia thật mình lấy là mình lấy gì nó vậy. Nó còn lại miếng thịt, nếu mình không có thép lại gì mình kéo ra là cái miếng thịt này ngon lắm. Nó đi theo luôn. Cái chấm muối tiêu chanh nha. Chấm muối tiêu chanh. Dạ cho em nha. À, lần đầu tiên mà mình được ăn một cái con như thế này. Này, cô bác Quýnh chị thấy là nó màu hồng ha. Cái này là cái trứng hay gì anh hai? Không, cái chơi nguyên cục đó luôn á. Con nó vậy. Sướng á. Nè, này mình rút nếu mình không vào luôn ấy đó ra là lấy nguyên cái về là nó ủng rồi. Bây giờ mình chấm. Đó, mình lấy kẹp lại gì. Mình rước ra mình chỉ lấy con lông bỏ thôi. Cái cục thịt này nó ngon lắm luôn. Ăn mày ăn thử đó, ổng không cho mày á. Cục thịt này ngon lắm mà bỏ uổng. Trời ơi. Nó cái này mình ăn vô là nó bị tiêu chảy. Dạ. Cái này thị trường thì giá này nó đắt không anh hai nhưng mà em thấy cái này nó rẻ. Bạn hàng nó không có bán á. Có. Cũng hiếm lắm mà, cũng có bán mà cũng ký cũng hai mấy ngàn ha. Không, cái này bán ta, cái này là 60.000 ký nè. Vậy đó hả? Chỗ bự hả? À, lỗi bự là lỗi nhỏ thì 35. Dòm xanh luôn. Chấm vô. Cô bác của anh chị ơi. Chấm với tiêu chanh hả? Thì cũng có anh hai. Anh hướng dẫn là cái cách này mà là lấy cái gâu á mà mình không biết cách lấy á là nó mắc cục thịt là nó nói chung là y gan mà có con cái lóc mỡ trên đồng bằng á là mình ăn mà bỏ cái cặp đổ nó là không ngon. Vô bà ơi. Vô nè. Này hơn tết hơn này anh Trí có nói lời nào với lại kênh em không hả? Thôi tao mới nói gì mà ai đụ mà lên ngon ghê. Quả này nó rất trước béo. Mày đụ mà mày tết hôm nay mày quay gì sao mà đụ mà có view nhiều là được rồi. Thấy này giới thiệu tao thử món của mấy mày lạ làm rồi. Thơm mặn.
không đâu, không đâu, nó chắc, hơi mặn là chắc muối nước biển. Chắc nước biển đúng rồi, nước biển. Nước biển bị mới nói đem lên là nước biển nó mặn. Thôi mùi gì quế đã vậy mày? Mày nói vậy? Xả hả? Đâu có ngon mày? Nói đọc ta. Thằng này nó là nó làm bếp cũng thật sự ngon thật mày. Nước nè. Nó thơm mùi đồ mà đọc ta. Thằng nào chừng nào đi đồ mà chắc chỉ kêu chỉ bí quyết này luộc cái này quá. Ngon mày. Ngon anh đi anh đi. Ủa mà ngon mày. Ngon em. Ngon này là ngon à. Được không anh? Được. Ngon này vô một cái. Vô nha. Cảm ơn. Ngon vô. Dạ. Mấy cái con này là bắt tại chân nhà của đúng rồi hay luôn. Không cái này mình cào ở ngoài. Cái chạy mình mới cắt đây nó cái con này nó chưa lắm. Hay quá mà. Mình con này nữa chắc cũng. Thật ra thì mình không có mình thấy lấy cái gâu ra. Ăn thử cái con này coi. Nãy con này là nó lạ nè. Con gì? Ngứ. Anh hay nói bỏ cái gâu này là cô bác anh chị. Thật ra thì mình đi những cái nơi mà mình cũng đã đi nhiều nơi nhưng mà mình thích ăn những cái món dân dã nhất của người dân và thưởng thức những cái món nơi đó. Thật ra kho quẹt hay là cái gì mình cũng thích hết. Nhưng mà hôm nay anh Trí lại đãi những cái món coi như là ở trên của em gọi là đặc sản hết á. Và anh hai chỉ đây là cái gâu nè. Cái gâu này thì chỉ cần mình khép cái miệng này lại và mình gạch nó ra như thế này là xong. Phải không anh hai? Đó. Xong cái gâu này những người mà yếu bụng thì không ăn được. Và đặc biệt là thì chúng ta thấy nó như như sao á. Nó giống như là gâu bắp á. Em có tưởng tượng gì? Cái gâu nó là nó kết dính với nhau vậy nè. Nó lòng đồng ra. À đồng thầm ra là cái bão biển cái nước này kia nó bám vô đó vậy nè. Dạ dạ à, em hiểu nó là một cái loài vật sống cộng sinh, tụi nó là phải chết chùm với kết chùm nhau, sống cộng sinh với nhau nên thành thử là nó cái gâu đó lại để nó bám rồi nó lấy thức ăn luôn. Bám như nhau. Đây nó còn lại một cái con như thế này ngon ghê á, chấm miếng này. Còn đấy vợ đấy là nhưng mà nhìn cái hình đấy rất giống là giống con dẹm mà nếu mà nhìn kỹ là giống như con dâu châu con châu chấu còn nãy vậy dưới nước lấy là ngày chắc không ở dưới ngon. Giữa biển là con dâu châu nhưng ngon. Mà nó không lớn nó chỉ cái này chảy nó biết sao chấm nước chấm này đứng ra cái này ha mày ngâm lại nước ngọt một chút ha cái đầu luôn nước dừa hụ mới dám ngon lắm ha anh bảy nước dừa là đó là ngon nước dừa là ngon dữ lắm khép lại nó nằm trên đây luôn nãy anh bảy nè dạ. Chơi gì làm thử con này ủa đây ăn quậy vậy em làm cho anh nè sắt cưng để nè một bát ăn đi ăn đi nè luộc đi anh làm đi anh làm anh cắm nhiều lắm chấm này bữa cậu mấy bao luôn cậu nhiều lắm anh cậu chấm nó nữa ngoài cửa để mình chạy ngang pha đèn rồi em ăn rồi em ăn rồi khu đó nhiều lắm đến đây hồi nửa xỉn rồi nhưng mà quay đến đây cho cô bác quý anh chị thấy luôn để thấy được cái tấm chân tình của anh Trí nè anh Trí anh Thức à, với lại của anh hai thì anh tôi tên Quang anh Quang anh hai Quang anh hai Quang thì chuyên gia làm nghề nuôi con gì Quang sò long rồi anh Trí thì nuôi nghêu đúng rồi đó là nữ ra là đến đây để mình thưởng thức những món hải sản này để cho vui mong cô bác clip này sẽ gửi cho cô bác anh chị những điều hấp dẫn hứng thú về biển mùi hồ cùng với lại sáng đi ra chớp mực cùng với anh hai với lại sau lưng đây là anh Lý. Hiện nay thì mình chuyển từ chiếc vỏ lãi này á sang một cái chiếc vỏ lãi lớn hơn để mà ra ngoài kia để mà giấc mực. Cái thằng Kagamen nó xỉn rồi, nó không bao giờ nó quay cho mình nữa rồi. Mướn này chắc lỗ. Dạ đây là nó chơi cho vui thôi. Được rồi, đây là chiếc vỏ lãi lớn hơn tí xíu và chiếc vỏ lãi của mình cũ nè. Đấy mấy phì đó hả? Mấy phì bỏ phao đó nè. Ôi anh Trí xỉn không? Không gì đâu, ba cái đi mô quá không chừng nào có mặt anh hay kêu em dứt ở rồi mình neo này luôn hả? Bây giờ mình ở đây mình bắt đầu mình dứt đó hả? À chưa, bây giờ mình chạy đèn lên hả anh hai? Hôm bỏ hiện trường chưa có không có rồi bỏ hiện trường luôn không có mà không bỏ hiện trường luôn hả?
chắc đang cố gắng quay dầu. Dầu nó qua để kiếm mồi. Mồi mới vô cái lỗ à. Cái việc mà đi vớt mực như thế này á, chỉ những người mà ngư dân họ ở đây họ mới biết được thôi. Và trên cao kia đó chính là một cái ngọn đèn, và cái ngọn đèn này nó phải cao hơn mình khoảng chừng 2,5 mét, và họ phải, những người ngư dân ở đây họ phải chạy một cái máy dầu suốt đêm như thế này. Và khi những cái con mực ở nó thấy ánh đèn và nó bắt đầu nó lên ăn, và đó cũng là một cái cơ hội để cho ngư dân kiếm được những cái con mực. Và chúng ta đang thấy là chú anh hai anh đang gót đèn, gót nấu để nước trà để mà đợi con mực lại. Thì khoảng thời gian mà vớt mực thì khoảng chừng tầm 1 đến 2 tiếng, mà thời gian lý tưởng, cái không gian lý tưởng nhất để mà vớt mực đó là vào lúc khi trời lặn như thế này đó. Khi trời lặn như thế này nè cô bác quý anh chị, và phải có ánh đèn thì mực nó mới lên, phải không anh hai? Đúng rồi, có đèn đi ra. Anh hai, nói với anh thì là cái lúc nào? Thời điểm này là nó không có đúng con nước là nó không có lên. Dạ. Chứ còn nếu mà ngay con nước nó lên nhiều lắm. Lúc mà trúng nhất là khoảng bao nhiêu ký anh hai? Rồi chắc 5-10 ký bình thường. Mà khoảng thời gian của anh vớt lâu không? Vớt tới sáng đêm á. Sáng đêm luôn hả? Sáng đêm luôn. Ồ. Bây giờ anh hai đang làm cái công việc gì đó? Đang nấu nước trà. Nấu nước trà uống luôn ha. Rồi. Ờ, vì thời gian vớt mực rất là lâu nên anh hai phải nấu nước trà uống luôn cô bác bên chị. Một cái bếp ga nhỏ để chuẩn bị cho một cái khoang sườn như thế này để vớt mực là một cái điều cần thiết. Anh Trí ơi, hôm nay thì gặp được anh á, để biết được anh hai em rất là vui. Thì giờ này thường là anh có ngủ chưa? Chưa đâu, họ dân ở đây là thức ngủ hoàng hoàng nữa, tới sáng cũng không chừng nữa. Ủa vậy hả? Trời. Trời chưa vậy? Có mực thì thức tới sáng, mà không có thì lên đèn thì ngủ sớm. Bây giờ mình đợi mực lên, cũng như là mình sẽ đợi nấu nước trà uống cùng với anh hai để mà đợi giấc mực ha. Đúng rồi. Cái gì đó anh Trí? À, cái lưỡi câu mực. Ở cái lưỡi câu này mấy ngạnh ta? 8 ngạnh đó bầu. Rồi mồi của nó là gì? Nó không có mồi cho nó, vậy là mồi đó. Ồ vậy hả? Đúng rồi. Lưỡi con mực nó ăn cái gì? Nó đếm đây nè, là nó ăn cho cái cục này nè. À, nó ăn màu hả? Ờ. Có nghĩa là nó gặp cái màu đỏ này. À, màu đỏ với màu trắng này nè. À. Thấy nè, bù vô nó ăn. Giống như em nhìn tướng thường giống như con mực con vậy ta. Và thời gian mình câu lâu không? Câu với lại vớt cái nào nó hay hơn? Vớt nó hay hơn tại vì câu thì nó lâu lâu nó mới nó dính lần, chứ không phải câu dính nó hoài hoài đâu. Nó nổi nhiều hơn câu. Khi nào mà mình mới biết dính? Nó mình bình thường nó nhẹ vậy, nó ăn vô nó nặng. Nó nào hôm vô nó gị vô cũng ngăn. Hay quá ha. Rồi bây giờ bắt đầu câu thôi. Trong khi đang vớt mực vẫn còn đang hoang mang thì chú Bảy ổng chú anh hai ổng đang nói một cái con đó là cái con gì đó, con dòm xanh. À đúng rồi, cái con dòm xanh nó vẫn đang đóng ở dưới kia kìa. Và đây là một chiếc ghe mà chú Bảy thường ngày hay dùng để vớt mực cô bác quý anh chị. Và hiện nay thì vẫn đang chạy đèn. Đây là cái con dòm xanh mình ở clip trước mình có ăn nè. Và anh hai chia sẻ thì cái con này á là không phải là con của nó, mà là nó mới đóng vô. Nó mới đóng vô. À, cái con này thì có thể ăn được rồi ha. Ăn được, cái này ăn được. Dạ. Nó đóng hồi trước. Và bao lâu thì nó mới đóng vô anh hai? Cái này theo con nước là cái môi trường nó tự đóng rồi, chứ còn mình không biết, không xác định được. Nhưng mà cái miệng đó, nó xẻ chỗ này ha. À, nó đóng vô. Thôi nó khiếp miệng rồi. Nó hả ra để nó ăn cái tảo của cái tảo của biển. Tảo của nước thôi. Chứ còn
mình thực tế là không có nuôi, không có cho ăn cái gì. Vậy là cái con lúc nãy là em mới vừa ăn là anh hai cũng gỡ từ đây hả? Không, ở dưới này. Nó nằm ở dưới đá. Bây giờ nó hở miệng rồi nè. Nó vậy đó. Bây giờ khép miệng. Thả nó về biển đi. Cái này nó mới xanh, nó mới tạo nữa. Dạ, hay ha. Đây là những cái con giòm xanh, giòm xanh. Nó mới có rồi. Ồ. Cô bác quý anh chị thấy có gõ không? Theo một con nước mà nó lại. Nước này sao nó quá trời có nhiều. Dạ. Nhìn hay ha. Ta thả đi xuống biển. Chỉ là nó tự lớn. Dính có gì hả? Lớn rồi. Dính cái bội không? Anh hai vẫn đang uống nước trà ở đây nè. Và đây là cái chén trà đúng nghĩa nha. Chén này là chén ở miền Nam và chén đúng nghĩa luôn á. Mời cô bác quý anh chị. Anh Trí thì vẫn đang mãi miết câu mực kìa. Theo chia sẻ của anh hai á thì hàng ngày á thì khoảng chừng 15 phút khi hoặc là khi là đèn lên thì cá nó sẽ lội nhiều, và lúc đó thì mực nó sẽ ăn theo những cái con cá non. Và hôm nay thì thất thu rồi, và thành nữ là mặc dù anh Trí đằng kia vẫn đang câu mực kìa, và vẫn không thấy được con mực nào.